Lạ thật. Danh sách các nạn nhân cho những vụ bạo hành của những tên nghiện của thế giới ảo gây ra ngày càng một dài thêm, mà ta thì không tìm ra cách chữa. Mà ngẫm nghĩ, đây chỉ là trò chơi thôi, có cái gì đâu mà phải nghiện rồi dẫn đến bạo hành chứ. Không, người có lý trí thì không bao giờ bị sa ngã. Ta cũng thường truy cập vào Internet, tất cả hang cùng ngõ hẻm ta đều đã truy cập vào, kể cả những trang tươi mát ta cũng duyệt luôn, mà ta có bị sa ngã đâu. Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là một căn bệnh nguy hiểm, cần phải tìm ra biện pháp ngăn chặn. Được rồi, ta sẽ sao đây ta? Bắt đầu từ đâu? Chà, hơi nhức đầu quá. Đúng rồi, ta nhớ rồi, Bao Công ngày xưa thông minh tài trí hơn người, đã giải quyết biết bao nhiêu vụ án một cách rất là đẹp đẽ, để lại tiếng thơm cho hậu thế. Nay ta cũng thuộc loại hàng quan lại khoa bảng hơn người, chẳng lẽ ta lại thua người xưa sao? Đúng rồi. Khải bẩm Bao đại nhân, muốn chữa bệnh phải biết được gốc bệnh và tìm ra thuốc chữa. Bởi vì nếu chúng ta chỉ biết miên man, chẳng những không giải quyết được bệnh, không chấm dứt được bệnh, mà còn làm cho bệnh lây lan gây hậu quả xấu cho nhân loại. Chính vì vậy mà hôm nay học trò kính trình Bao đại nhân, cho học trò được tìm hiểu rõ nguyên nhân căn cơ của bệnh để tìm ra cách chữa. Đa tạ Bao đại nhân. Ủa, ai mới nói vậy ta? Ai vậy? Có ai đâu? Không lẽ mình bị ảo giác à? Không, ta lúc nào cũng tỉnh hết. Được rồi, bây giờ ta phải xâm nhập thực tế, phải thử mới biết. Dừng lại! Cẩu tặc to gan, dám xâm nhập vào chốn công đường để giở trò trộm đạo à? Ngươi đã gặp bản quan rồi, mau quỳ xuống giơ tay mà chịu trói. Mau lên! À, thì ra các ngươi đã có chuẩn bị trước nên mới dám lộng hành như vậy. Được, hôm nay gặp bản quan nhất định sẽ trừng trị các ngươi để răn chúng. Né vô một bên! Triển hầu về tới rồi! Mày hả? Trời, chưa kém mới chạy rồi, buông ra. Triển hầu vệ, cái gì? Triển hầu vệ, để tao đuổi theo tụi nó. Xin Triển hầu vệ hãy dừng chân. À, nghe danh Triển hầu vệ đã lâu, hôm nay tệ chất mới được diện kiến, xin Triển hầu vệ đừng đi để tệ chất thỏa lòng hâm mộ. Ông diễn với tôi đó hả? Dạ. Ông diễn hả? Ông diễn phải không? Dạ đâu có. Ông vừa làm cái trò gì ở đây hả? Dạ. Hả? Dạ. Hả? Ông là ăn thua đủ với tụi nó để cho bọn tội phạm nó vừa tẩu thoát đúng không? Dạ đâu có. Đúng không? Đây là tệ chức, muốn gặp người hưởng ngộ của mình bằng xương bằng thịt. Là sao? Thì hậu dạy biết không? Biết gì? Nếu có một fan club nào đó tôn sùng Bao Công và Triển hậu dạy, thì tệ chức chính là trưởng fan club đó.
trưởng phân cò lớp. Dạ. Cái chuyện đó tính sao? Còn chuyện này mới tính đây nè. Ông là quan cai quản một địa phương rộng lớn mà không đảm bảo được an ninh trật tự. Ông để cho bọn trộm đạo nó trà trộn vào chốn công đường, nó dở trò trộm cắp mà ông không cảm thấy áy náy cái gì à? Đúng không? Chết cha. Hả? Tệ chức tệ như vậy sao? Giờ mới biết mình tệ à? Có lẽ là do tệ chức lơ đễnh quá chủ quan. Ừ. Thôi được rồi, tệ chức sẽ nghiêm chỉnh, rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm? Dạ. Nhưng mà ông nên nhớ, rút kinh nghiệm là phải làm lại cho tốt, chứ không phải rút kinh nghiệm mà còn sai phạm nữa, nghe chưa? Triển hậu vệ nói chí phải. Ông coi có mất mát gì nhiều không? Dạ. Chết rồi. Sao? Tất cả ngân quỹ vừa lãnh về đã mất hết rồi. Bao nhiêu? 100 vạn lạng. Là bao nhiêu? Quy ra là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng? Dạ. Ông nói nghe vô lý quá. Tủ sắt của ông khóa rất là chắc chắn, chìa khóa của ông giữ, mà sao để cho bọn trộm đạo nó lại dễ dàng mở như vậy hả? Có lẽ là bọn chúng quá cao tay nghề, cho nên tất cả các ổ khóa bọn chúng đều bẻ được hết. Bọn chúng cao tay nghề? Dạ. Hay là năng lực của ông quá thấp? Dạ. Ông nên nhớ nghe, kỳ này ông mất tiền là đỡ, tôi báo cho ông biết lần sau mất luôn cái chức của ông đó. Dạ. Nhớ mà giữ lấy á. Dạ. Để tôi dọt theo tụi nó đây. Dạ. Dặm chân chi vậy? Để tao chạy ra kia tao bay. Nhiều chuyện quá. Sao dặm rồi mà không thấy bay? Trời ơi. Công nhận quả là tiếng đồn không sai, mới dặm chân cái bay vút lên trời luôn. À, Triển hậu vệ đúng là thân thủ bất phàm. Được rồi, bây giờ ta sẽ luyện võ công để ngang bằng với Triển hậu vệ luôn. Dặm chân sẽ bay. Sao không bay ta? Dặm mạnh lên. Đưa cho tôi không cầm. Nói chú cho bà biết nha, tôi đang cần tiền nghe chưa? Mẹ ơi, buộc bắp đưa cho tôi. Mẹ làm cái gì đưa tao? Má không muốn đưa. Tiền nào? Má nói với con đó, cái đứa của tao mà mày làm cái gì? Mày trả cho má không? Mày cho tôi kìa. Mày làm cái gì á? Má người ta. Ngon không hả mày? Hả? Dám giật giật ban ngày hả mày? Hả? Dạ. Tao cho mày bạc tay để mày mày trừ cái thói ăn cắp hả mày? Ông đừng đánh nó, tội nghiệp đâu, ông đừng đánh ông. Thì đừng có cản, dạ, để tôi xử thằng này mới được. Dạ. Ông đừng đánh, ông đánh tôi nè, ông đánh nó. Mà kỳ cục quá vậy hả? Không phải. Mất mấy gì phải cản nó? Không phải nhưng mà. Rồi, nó chạy mất tiêu rồi. Tại sao bà không để tôi đánh nó? Ông đừng đánh nó tôi đau lắm. Tại vì nó là con tôi là mẹ, nó là Tần Quân, còn tôi là Ngọc Dung. Cha trả tích thai lồi nghịch tử, phận làm con chữ hiếu làm đầu, đã không làm tròn bổn phận của cả ghen làm những cái chuyện bạo thiên nghịch địa, cái tội này á đáng phải xử cẩu đau đau. Dạ. Thì chắc nãy giật lộn nó dữ lắm rồi, giờ ông đau phải không? Ông không phải đau ở đây là đau kiếm chứ không phải là đau đớn. Ủa sao ngộ, sao ông này sống làm sao tôi thấy giống Bao Công dễ sợ á nha. Giống cái gì mà giống? Dạ. Câu phim rất là nhiễm mà. Ừ. Con bà bị nghiện lâu chưa? Dạ nghiện gì? Nghiện ma túy chứ nghiện dạ, gì? Đâu có, dạ không có, dạ con tôi không hề, dạ đó không có nghiện ma túy đâu ông, dạ không có. Mà đừng có giấu, nhìn cái mặt nó hốc hác, con mắt nó sâu quầm vô, mắt nó trộm lơ, không có hồn dí gì hết. Tôi nhìn là tôi biết rồi. Dạ không có đâu, tôi là mẹ nó mà, trời ơi, tôi chăm sóc, tôi lo nó hàng ngày, tôi biết mà, con tôi nó không có nghiện ma túy, vậy không hề, nó không có dính vô cái ba cái vấn đề đó đâu. Thôi, bà đừng có bênh vực con bà. Tôi nói cho bà biết, trên đời này có nhiều cái nghiện lắm. Nghiện chức quyền, nghiện tủ sắc, nghiện bài bạc, nghiện tùm lum tùm la hết. Con bà có nghiện những thứ đó không? Dạ không có đâu. Nó là đứa con mà tôi yêu thương nhất ở trên đời này. Tôi đặt hết hy vọng vào nó. Tôi nói ông nghe. Thôi nó... bà từ từ bà nói thôi, bà đừng có khóc, bà đừng có bi lụy vậy. Nói rõ ràng cho tôi nghe coi. Dạ tôi thương nó lắm, đứa con dễ dạy lắm. Nó đi học mà còn có 1 năm nữa là nó ra trường à. Ừ. Vậy mà vừa rồi tôi phát hiện ra nó bỏ học hết 2 năm rồi ông. Cái gì kỳ vậy? Bà nói chuyện giống tâu hài vậy. Dạ. Còn 1 năm tốt nghiệp mà nghỉ học 2 năm là sao?
dạ tôi có biết ở đâu à, nhưng mà tôi nói cho ông nghe, tôi thương nó tôi chiều lắm, không phải là tôi không chăm sóc, không phải là tôi không quan tâm tới nó, nhưng mà tại vì tôi tin nó. Dạ tôi không biết sao tự nhiên nó thay đổi tính tình lạ lắm ông, nó không ăn đói vậy đó mà đưa đồ ăn nó không ăn, nước nó cũng không buồn uống nữa, rồi tối nó không ngủ. Nó ngồi đâu á thì miệng nó là lảm nhảm thì nó nói chuyện như là mắt bố vậy đó, khổ vậy đó. À, như vậy là con của bà thất tình rồi. Không, dạ không có, trời ơi, nó không có bạn gái. Ủa, bộ có bạn gái mới thất tình hả? Nó có bạn trai nó cũng thất tình được vậy? Ủa, đâu có bóng đâu. Không hề, dạ không có, bạn trai của không có nữa, trời ơi. Bởi vì ông biết không, tôi tức lắm mà tôi giận dữ lắm. Tôi mới la đó. Mà ông nghĩ coi từ hồi nào giờ nó là đứa con ngoan hiền. Tôi nói gì nó không có dám cãi hết trơn á. Vậy mà kỳ này nó cãi không? Trời ơi, chẳng những nó cãi mà ông biết nó chỉ vô mặt rồi nó nói chà chà hỉ cho lão bà giỏi giỏi cho lão bà. Ba là đứng nam nhí đầu đổi trời mà chấn đạp cất à. Ủa giờ có giờ đạp đất vậy, em nói lộn vậy. Chấn mà đạp đất à. Ta mang một sứ mạng thiêng liêng để mang lại mưa thuận gió hòa cho bà tánh. Vậy mà tại sao lão bà dám ngăn cản ta? Tránh ra để cho ta đi hành đạo à. Chả chả. Đúng là đồ nghịch tử. Tài cán bao nhiêu mà dám làm những cái chuyện đội đá giá trời. Ngươi không hiểu cái câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên à. Ông ơi. Ông có bệnh không? Bệnh gì? Ông có cái bệnh giống con tôi á, sao ông làm y chang nó vậy đó. Giống cái gì được không? Không phải. Bởi vì tôi nghe đó nó nói điện thoại, nó nói điện thoại với ai đó không biết mà nó nói y chang với ông vậy đó. Mà mỗi một lần mà nó nói xong rồi một cái là nó bỏ là nó đi mất biết luôn vậy đó, mà ngộ không? Hễ mỗi là lần nó đi cái làm như là tư trang rồi tiền bạc ở trong nhà tôi cũng theo nó đi tuốt luốt hết vậy đó không? Nguy cấp. Nguy khốn rồi. Con bà bị nghiện cái thế giới ảo nặng lắm rồi. Cái bệnh thế giới ảo này nó ăn sâu vô từng gia đình rồi. Không trị kịp thời nó sẽ lan ra rộng ra ngoài xã hội, rất là nguy hiểm. Nguy cấp. Mệt ghê, ông nội này thiệt. Nói chuyện gì đâu ăn tét không mà trời ơi, nói chuyện cái gì ở đâu không mà mệt ghê vậy. Kỳ cái gì mà kỳ? Cái thằng quỷ hữu vệ này nữa. Kêu đi công chuyện, đi một chút rồi về báo cáo tình hình coi sao. Bỏ đi tới bây giờ chưa thấy về nữa. Rồi bà chị, ủa bà chị đâu rồi? Bà chị ơi, bà chị, lỡ tôi hỏi cái này cái đã, bà chị.